Xin chào các bạn, chào tất cả những khách hàng cũ của nhà vườn Hải Đăng. Thì cũng lâu lắm rồi thì mình mới làm cái video này. Thực sự ra cái video này nó cũng không phải là để chia sẻ về cái sản phẩm về hoặc là cái cách chăm sóc cây, mà hôm nay thì chỉ có một chút để nhà vườn lưu ý với những khách hàng cũ. Có một số nhân viên khi mà làm việc cho nhà vườn được một thời gian, sau đó thì xin nghỉ và quay ra để lấy những khách hàng cũ của nhà vườn, sử dụng các cái số điện thoại của họ để liên hệ với khách hàng, để chèo kéo khách hàng mua hàng. Thì trong những cái app của nhà vườn mà để tương tác với khách hàng cũ thì đã nhắn tin cho khách hàng cũ rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì thì khách hàng cũ sẽ gửi lại những cái tin nhắn cho nhà vườn. Thì đúng là nhà vườn cũng đã nhận được mấy cái tin nhắn của những khách hàng cũ thân thiết của nhà vườn, thì có nhắn đến cho nhà vườn rằng là thế sao mà anh đã mua của bên em rồi mà lại có hai nhà vườn khác lại mời chào chèo kéo anh. Thực sự là rất là buồn khi mà nhà vườn không quản lý được nhân viên, không quản lý được những cái người làm, gây ảnh hưởng rất nhiều cho những khách hàng cũ, những khách hàng thân thiết của nhà vườn. Thì hôm nay vườn cũng làm cái video này để thông báo cho tất cả những khách hàng cũ, những khách hàng đã từng mua của nhà vườn, đã kết nối với nhà vườn qua Zalo. Chính thức của nhà vườn có 4 số Zalo chính là 0966 446 329, 035 964 2916, 0968 741 390, 0972 917 280. Đấy là 4 số điện thoại chính mà để liên lạc, số điện thoại của nhà vườn liên lạc để tương tác với khách hàng. Thì trong những cái thời gian mà nhân viên đó tư vấn cho khách hàng thì họ cũng đã lôi hết cả những số điện thoại của khách hàng ở nội thành về và bắt đầu chèo kéo khách hàng. Rất là buồn, nói chung là rất là buồn. Vì thực ra với những cái người mà họ lươn lẹo và họ sống không trung thực thì nhà vườn cũng nói chung là trước tiên thì nhà vườn cũng nói với khách hàng rằng nhà vườn cũng xin lỗi với những cái tin nhắn mà họ chèo kéo như thế, gây ảnh hưởng đến khách hàng. Đấy, gây ảnh hưởng đến khách hàng. Và cũng thông báo rằng những cái số điện thoại mà nhà vườn vừa đọc ở trên đấy mới chính là những cái số điện thoại mà tương tác chính với khách hàng. Còn ngoài ra thì nhà vườn không dùng một số điện thoại nào khác. Và hai cái nhân viên làm ở nhà vườn thì nhà vườn cũng đã cho ảnh lên trên rồi. Đấy, cho ảnh lên trên. Và nhà vườn sẽ có cả số điện thoại của họ đến nữa. Nếu bất kỳ số điện thoại nào đấy có nhà vườn thì khách hàng chúng ta sẽ hết sức lưu ý. Không, chúng ta lại tránh phải những cái trường hợp nó không hay. Thứ nhất là sau đó sẽ ảnh hưởng đến nhà vườn và ảnh hưởng đến những cái khác nữa. Thì video ngày hôm nay thì cũng chỉ ngắn vậy thôi. Đấy. Cũng chỉ với cái mục đích là để thông báo với các khách hàng cũ và những cái khách hàng bị kết nối với nhà vườn. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào.